VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Ở đây đúng không? Dạ. Em Me đừng sợ nha, ráng chịu đau một chút. Bác sĩ sẽ băng vết thương cho em. Anh sẽ ở bên cạnh em, anh không đi đâu hết. Anh lại gọi tôi là Em Me nữa rồi. Hôm nay còn xưng mình là anh nữa. Anh là ai vậy Phong Sa Thôn? Anh vào đi, xin mời. Mau lên, để bệnh nhân vào trong đi. Được rồi, anh Phong à, anh đợi ở ngoài nha. Cũng được. Dạo này bác sĩ trực ca đều bận hết, nên phải đưa cô Me tới phòng làm việc của tôi để băng bó vết thương. Cũng còn may là vết thương không quá sâu, nên không phải khâu đâu. Chắc là sẽ bị sưng khoảng 2-3 ngày. Dù sao thì cũng hạn chế đi lại nha. Như vậy là xong rồi. Cậu Phan và anh Phong có phải là anh em ruột thật không vậy? Là thật mà. Cô Me từng hỏi tôi một lần rồi. Cô Me có nghi ngờ gì hay sao? Xin lỗi cậu nha. Mẹ muốn hỏi cậu là anh Phong Sa Thon bao nhiêu tuổi rồi vậy? Năm nay anh ấy cũng khoảng 31 rồi. Bằng tuổi nhau luôn. Cô nói gì chứ? À, chẳng là anh Phong Sa Thon làm cho Me nghĩ tới một người quen của mình thôi. Ai vậy? Là bạn của Me sao? Đó là anh trai ở cạnh nhà của Me. Tên là anh Phát. Chị Me sao rồi bác sĩ? Rồi chị Me có phải nằm viện không? Không cần đâu, ra lấy thuốc sau đó thì về nhà được rồi. Hôm sau lại tới kiểm tra vết thương. Vậy thì để anh đi lấy thuốc rồi mình đi về nhà nha. Để tôi đưa cô Metheny về. Vậy để Chen đi lấy thuốc cho anh Luat rồi chạy theo sau nha. Hả? Chị sẽ về với Chen. Tôi là người đưa cô tới đây thì tôi cũng nên đưa cô về nhà chứ, có đúng không? Tôi không về cùng anh đâu, vì tôi không có quen anh. Đi thôi Chen. Đây. Chị Me, chị
dì có muốn ăn cái gì ấm ấm không hả? Để em đi làm cho chị ha. Chị Me có sao không? Nếu chị có chuyện gì thì cứ nói với em nha. Chị ghét cái cảm xúc này quá chen à? Cảm xúc kiểu nào vậy chị? Em có từng chơi ném bóng với bạn chưa? Cho dù bất cứ khi nào chúng ta ném bóng đến chỗ anh ấy thì anh ấy cũng sẽ ném lại trái bóng đó về phía mình. Rồi đến một ngày anh ấy không còn ở đó nữa. Mọi người nói rằng anh ấy đã ra đi rồi, nhưng mà chị không tin. Chị vẫn ném bóng về phía của anh ấy mỗi ngày. Cho đến khi chị chấp nhận và dừng việc chờ đợi, chị đứng dậy khỏi chỗ đó. Cho đến khi đi đến nơi này được một mình, thật sự không dễ dàng gì đâu chen. Chị không muốn nuôi hy vọng rằng anh Phát có lẽ vẫn chưa chết. Có lẽ anh Phát sẽ quay về. Chị không muốn có lại cảm giác đó đâu. Để cho em ôm chị Me nha. Không sao đâu chị. Chị Me đã giỏi lắm rồi. Hay là anh nên nói ra sự thật đi. Chen, nè, anh đem đồ bồi bổ đến. Đồ mặn, đồ ngọt đều có đủ hết. Nhờ em cho Me ăn giúp anh nha. À nè, nhớ cất kỹ đó. Không thì bác gái ăn hết cho coi. Không cần lo đâu anh. Mẹ em say từ tối hôm qua, chắc giờ không xuống đây đâu. Vậy bây giờ tình hình của Me sao rồi? Chị Me cũng hạ sốt rồi anh. Em đã lấy thuốc cho chị ấy uống rồi. Giờ chắc là đang ngủ đó. Tốt, tốt quá rồi. Anh sẽ có thời gian để tìm đường sống cho bản thân. Chen, Chen giúp anh nghĩ cách đi mà. Anh nên nói như thế nào với Me đây? Nói cho chị Me biết chuyện gì hả anh? Thì chuyện tối qua bọn kia đến đòi đỡ chứ chuyện gì. Đúng lúc anh Phong Sao Thon đứng ngay trước cổng nữa chứ. Các anh tới tìm ai vậy? Tôi tới tìm cô Manthana. Tôi tới để đòi số tiền 5 triệu mà Manthana đã mượn tôi. 5 triệu? Không sao đâu. Không cần lo, cứ để tôi xử lý. Hả? Cái gì chứ? Chuyện tiền nong đó cứ để tôi xử lý. Nhưng mà đừng nói cho cô Metheny biết. Bởi vì cô Metheny đã gặp nhiều chuyện đau đầu lắm rồi. Dạ. Cô Manthana nợ các anh 5 triệu bạc đúng không?
Đúng. Vậy đọc số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển cho các anh nghe. Anh Phong Sa Thon á, đã trả hết nợ cho bác Mantana rồi đó, nên anh cũng không biết làm sao mà nói chuyện với mẹ nữa. Chị mẹ biết chuyện này rồi anh. Hả? Biết rồi hả? Đâu biết hết. Biết rồi. Biết từ nào vậy? Tại sao chị mẹ biết được là anh Phong Sa Thon trả hết nợ rồi chứ? Thì xem từ camera trước nhà mình đó, chị thấy anh Phong Sa Thon nói chuyện với bọn đòi nợ, và lại điện thoại ra bấm, rồi đưa cho bọn chúng xem. Nếu như chị đoán không lầm thì chắc là anh ấy đã chuyển khoản nên bọn chúng mới chịu đi. Xong xuôi rồi nha. Cảm ơn nhiều. Đi. Chị không muốn anh ấy dính líu gì đến chúng ta hết. Chị sẽ kiếm tiền trả lại cho anh ấy. Tới 5 triệu lận đó, mày kiếm ở đâu ra được đây? Hơn nữa, lại vừa có rắc rối về vụ sản xuất hàng, tiền của mẹ cũng đã thất thoát khá nhiều, còn việc đóng phim thì cũng không đi quay mấy tháng nay rồi. Nhưng chị mẹ nói là chị mẹ còn review sản phẩm nữa mà. Mấy việc đó thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Mà không chỉ có chuyện nợ nần đâu, lại còn chuyện của fan down nữa. Bác cả đã thấy việc mà mình gây ra chưa? Đúng là anh Luat có biết cô Phan Đào như thế nào rồi không? Ừ, cái bà trùm tin tức đó đó sẽ không để yên chuyện này đâu. Đào sao thì chưa có biết, mà thấy bà ta khua chiêng đánh trống nhập viện luôn rồi. Cũng không phải là bệnh viện bình thường đâu, phải là bệnh viện sang trọng bậc nhất kìa, mắc tiền nhất. Không biết chừng á, bà ta lại đòi tiền bồi thường á, thì không thể đi làm. Cái người như bà ta lần này kiểu gì cũng đòi mấy trăm ngàn bạc. Anh dám chắc chắn bà ta sẽ bắt me trả cho coi, để đền bù cho việc bác gái đánh bà ta. Dạ mời sếp. Nè, cô gọi báo với bên bảo hiểm của tôi là tôi nằm viện ở đây chưa? À, nhớ nói với họ không cần trả bất cứ khoản nào cho tôi hết, vì tôi sẽ để cho bên bị cáo trả hết mọi chi phí. Dạ xong hết rồi thưa sếp. Tốt lắm. À, vậy con clip lúc Mantana đánh tôi thì sao? Tôi đã cho người đăng lên trên mạng luôn rồi, kiểu như là người ở quanh đó tình cờ quay lại được, và cắt bỏ hết mấy đoạn sếp đánh cô Mantana ra. Chỉ còn lại cảnh mỗi mình cô Mantana đánh sếp thôi. Cho tới bây giờ, từ khóa Metini nhanh tay trở thành mẹ của Metini đánh người rồi, và cũng vươn lên vị trí hàng đầu luôn rồi. Tốt lắm. Đúng ý từ quá rồi. À, vậy còn bọn phóng viên? Tôi đã kêu các anh chị phóng viên tới đợi sẵn trước cửa bệnh viện rồi, đợi cô Metini và cô Mantana tới tìm sếp là sẵn sàng đưa tin. Tốt, cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà việc cuối cùng tôi dặn thì sao? Sơn móng tay của tôi đâu? Có đem theo không đó? Dạ có chứ. Đây thưa sếp. Nhưng mà tôi hỏi một câu được không? Sếp kêu tôi đem sơn móng tay tới làm gì vậy? Thì để dành sơn móng chân của tôi lúc ảm Mantana tới quỳ lạy tôi chứ làm gì nữa. Trong bức ảnh đó chân tôi phải đẹp hơn mặt của ả ta chứ. Nhưng mà màu của chai nước sơn này quê mùa quá đi. Đây. Ôi trời, màu này mới hợp với bộ đồ của tôi nè. Thấy không? May là tôi sơn sẵn rồi đó. Đẹp quá đi. Không có thẩm mỹ gì hết, tất nhiên còn mắc tiền nữa. Quá đáng. Bị đánh có bao nhiêu đó. Vậy mà nó giả giờ nặng lắm, đi nằm bệnh viện nữa chứ. Bệnh viện thường thì không thèm nằm, phải nằm bệnh viện mắc tiền mới chịu. Trời ơi mắc ói. Đồ xảo trá, đồ phan đao xảo trá. Mình phải làm gì nó bây giờ đây? Làm sao đi? Tức quá mà. Phan đao. À anh Phan, chị Me không đi lại được hả? Đi thì đi vẫn được thôi, nhưng hạn chế đi lại tầm 2-3 ngày. Chiều nay anh định tới xem lại vết thương của cô Me. Ờ, nè Pha à, em đừng quên nói với các bạn của em là lý do cô Me không đi dạy được nha.
Không thì các bạn em lại hiểu lầm, rồi nói không hay nữa. Được thôi, cứ để Phan nói lại cho. Là sao vậy hả? Bác sĩ Phan Phan. Sao lại rọi đèn vào mặt của anh vậy? Thì lấy lời khai của kẻ tình nghi đó. Nói sự thật ngay đi, rốt cuộc bác sĩ Phan Phan có ý đồ gì với cô Metheny vậy? Lần trước thì nói thích là vì cô Metheny đẹp, nhưng lần này thì lại tới tận nhà. Là sao vậy hả bác sĩ Phan Phan? Anh chỉ muốn rửa vết thương cho cô ấy thôi mà. Rửa vết thương hả? Sao không để chị Me tới bệnh viện chứ? Sao phải tới tận nhà làm gì? Ủa, vậy còn với bệnh nhân khác thì bác sĩ có tới tận nhà không? Còn một việc nữa, bác sĩ Phan Phan bảo vệ cô Metheny, không để người khác nói tới cô ấy. Là sao vậy hả bác sĩ? Em nói cũng đúng đó. Sao lại cho cô ấy đến mức như vậy chứ? Hay là anh có cảm giác gì với cô Me rồi hay sao? Sao vậy ta? Sao lại vậy chứ? À, anh biết rồi. Để anh gửi clip này cho cô Me thì hơn. Ấy, clip gì cô ấy vậy? Chắc sẽ thích đó. Cho em coi một làm chút cái gì đi vậy? Cho em anh biết không chứ. Cho xem đâu. Anh Pha nè, em anh không cho xem luôn. Em gửi cô Me xem mà. Nè mấy đứa, cả hai luôn. Mới sáng sớm đã đổ ồn ào rồi. Anh Phong ơi, không biết anh Phan định gửi clip gì cho chị Me, giống như đang tán tỉnh chị ấy á. À, chỉ là clip tạo động lực thôi mà, không có gì đâu. Em muốn làm gì á thì cũng nên kiểm tra cho kỹ trước đi, xem thử là cô Me có ai hay chưa. Đúng vậy. À, vậy nếu như em đã điều tra ra là cô ấy không có ai, vậy thì em có thể tán tỉnh cô ấy đúng không vậy? Anh nói anh không tán mà, vậy điều tra làm gì? Anh nghĩ rằng Phan cũng lớn rồi, là người trưởng thành rồi. Suy nghĩ gì hay làm gì á thì đều có thể tự quyết định. Nhưng mà nếu như hỏi anh á thì anh sẽ nói là đừng dính líu tới cổ sẽ tốt hơn. Anh Phong à, em thắc mắc một chuyện là tại sao anh lại không muốn em dính líu tới cô Me vậy? Thì không lẽ em không thấy rằng cuộc sống của cô Me lộn xộn tới cỡ nào hay sao? Em kiếm thêm chuyện vào người làm gì? Anh đi làm việc đi. À, anh không ăn sáng sao? Anh no rồi. Nhưng anh vẫn chưa ăn gì mà. Anh có gì gấp cần phải làm? Vậy thì... Không có gì hết, vậy chúng ta tra khảo tiếp thôi. Vậy thì để anh gửi clip cho cô Me vậy. Cho em coi với. Em làm cái gì vậy? Anh gửi cho cô Me, chỉ cô Me anh mới được xem thôi. Anh đang là nghi phạm đó nha. Em làm cảnh sát từ khi nào vậy? Không ta? Không được từ chối. Hả? Cho em coi chút đi. Không có cho xem mà. Cố lên nha cô Me, chúng tôi sẽ là động lực cho cô và sẽ luôn theo dõi mọi bộ phim mà cô Me đóng. Chúng tôi sẽ là nguồn động lực cho cô. Cố lên nha cô. Cho dù cô Me gặp phải vấn đề gì đi nữa thì cũng đừng quên y tá ở đây đều rất yêu cô Me, yêu cô lắm. Xin chào cô Me. Xin chào cậu Phan. Tôi là Me đây. Cảm ơn cậu vì các clip nha. Không có gì đâu. Thực ra tất cả y tá đều là fan của cô Me hết đó. Tôi chỉ muốn nói cho cô Me biết rằng trên thế giới này không chỉ toàn là người ghét cô Me thôi đâu, mà vẫn còn rất nhiều người yêu mến cô Me mà. Đồng xu lúc nào cũng có hai mặt hết. Tôi hy vọng rằng cô Me sẽ cảm thấy tốt hơn. Tuy clip không có được mấy phút, nhưng mà lại khiến cho mẹ thấy tốt hơn uống thuốc nhiều đó. Nói tới chuyện thuốc thang, mẹ còn muốn kiện bác sĩ đó. Thuốc của bác sĩ khiến cho mẹ cảm thấy buồn ngủ lắm luôn. Đúng là thuốc mà tôi lên đơn có một thứ khiến cho bệnh nhân cảm thấy buồn ngủ. Theo như tôi đoán thì nếu như tôi kêu cô Me đừng đi lại thì chắc chắn cô Me sẽ không nghe lời bác sĩ, đúng không? Mẹ đã từng nói rằng cậu Phan và anh Phong ra thân không giống nhau. Mẹ xin rút lại lời đã nói. Cậu Phan á,
cũng suy nghĩ rối rắm chẳng khác gì anh trai cậu hết. À, vậy ra anh trai của tôi đã làm gì rối rắm với cô Me vậy hả? À, thôi kể đi. Me gọi cho cậu Phan là để cảm ơn chuyện cắt clip thôi. Và muốn làm phiền cậu Phan giúp Me nhắn lời với anh Phong được không? Dĩ nhiên là được rồi. Mà nhắn gì với anh Phong vậy? Nhờ cậu nhắn với anh Phong Sa Thon là số tiền mà anh ấy trả thay cho mẹ của Me, Me sẽ cho người mang trả lại anh. À, xin lỗi cô Me nha, tôi không chắc là có nghe đúng hay không. Anh Phong trả tiền gì thay cho mẹ cô Me hay sao vậy? Cô Me sẽ cho người mang tiền tới trả cho anh Phong ở nhà hay sao? À, anh Chay à? À, anh Phong đâu rồi ta? À, anh Phong đã tới khách sạn làm việc rồi anh Phan à. Ồ, à, không phải làm việc ở trên lầu hay sao? À, mà anh không đi cùng sao? Tôi thấy lúc nào anh cũng đi theo anh Phong mà. Dạ là do anh Phong kêu tôi đi làm việc khác. Vậy tôi xin phép nha. À, đợi chút đã. Tôi muốn hỏi anh một việc có được không? Ừ, chắc là tôi không thể trả lời được anh đâu. Tôi vẫn còn chưa hỏi kia mà. Cho dù cậu Phan có hỏi gì thì tôi cũng không trả lời được đâu. Bởi vì đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Anh không cần lo đâu. Tôi chỉ hỏi câu đơn giản thôi. Anh Phong có thường xuyên gặp cô Martini hay không vậy? Chuyện cá nhân của anh Phong tôi không dám xen vào. À, vậy tôi đổi câu hỏi khác cũng được. Anh Chay đây đã làm việc với anh Phong bao nhiêu năm rồi ta? Cũng nhiều năm lắm rồi. Vậy thì trong suốt bao nhiêu năm qua, anh có từng thấy anh Phong qua lại với người phụ nữ nào hay không? Chuyện cá nhân của anh Phong tôi không dám xen vào. Tôi đang hỏi không đúng với câu trả lời của anh hay là anh đang cố tình không trả lời câu hỏi của tôi vậy? Ok, không sao. Anh không trả lời cũng không sao cả. Nhưng việc anh không trả lời cũng xem như là câu trả lời đối với tôi rồi. Cảm ơn anh nhiều nha, anh Chay à. Chị hết sốt rồi Chen à. Anh, sao anh vào đây được? Lúc tôi tới nơi thì gặp em gái của cô. Cô ấy nói cô đang ngủ. Tôi ngồi đợi một lúc lâu cũng không thấy có ai nói gì hết, nên mới lên phòng cô xem cô ra sao. Lúc tôi tới nhà anh, anh đã nói nếu có phép lịch sự thì nên xin phép chủ nhà trước khi đi lên quanh trong nhà của người khác mà.
Anh có nhớ không vậy? Đương nhiên tôi nhớ rồi. Tôi còn nói là cô đi loanh quanh trong nhà tôi mà không quan tâm tới phép lịch sự, vì coi như cô thân thiết với Phan. Còn việc tôi tới nhà cô để đi loanh quanh thì tôi sẽ coi như tôi thân thiết với cô vậy. Nhưng mà tôi không thân với anh. Anh ra ngoài đi. Nè cẩn thận. Cô đó, cô đứng dậy làm gì? Phải nói cô không đi lại được mà. Nè, anh tới đòi tiền đã trả thay cho mẹ tôi có phải không? Tôi đã nhờ cậu Phan nhắn anh là tôi sẽ cho người tới trả mà. Cô không cần trả đâu, tôi không có đòi cô. Tôi giúp cô mà. Nhưng tôi không muốn anh giúp. Nè, đã nói khoan đi lại rồi mà, ở yên có được không? Ngồi xuống đi. Buông tôi ra. Hạn chế đi lại. Đứng yên đó. Buông ra. Đừng cử động có được không? Buông tôi ra. Cô đứng yên. Nè. Nè cứ đứng yên đi. Tôi nói. Quậy đi, quậy tiếp đi. Quậy đi, đừng có dừng lại. Tôi nói là buông tôi ra mà. Buông ra. Cứ quậy đi, quậy cho vừa lòng đi. Cứ quậy cho vừa lòng cô đi. Nếu cô nghĩ sức cô như đây mà đấu lại được tôi á, thì cô cứ gì. Tiếp tục đi. Nè. Nè. Được rồi, bình tĩnh đi. Đứng yên đi. Để tôi xem vết thương cho cô. Xem làm gì? Anh là bác sĩ hả? Tôi không phải bác sĩ. Tôi là anh trai của bác sĩ thôi, được không? Được rồi, ngồi xuống đi. Cho tôi xem vết thương. Không ngồi. Ngồi. Không ngồi. Ngồi xuống, tôi xem vết thương cho cô. Không ngồi. Nếu không ngồi tôi đẩy cô ngã xuống giường luôn bây giờ. Rồi hai chúng ta sẽ nằm trên giường. Cô chọn đi, cô muốn sao? Nè cô, nè cô đừng có đi rồi mà. Về tới rồi hả? Có mua được đồ tôi dặn không? Dạ có. Cô Chen à, lúc nãy khi tôi đi vào nhà thì tôi không thấy người tới tìm cô Me ngồi ở phòng khách nữa. Anh Phong Sa Thông hả? Chắc là về rồi đó. Nhưng tôi vẫn thấy xe của anh ấy đậu trước nhà mà. Vậy nếu anh ấy không có ở phòng khách thì anh ấy đi đâu? Sự gì này có quen không đây? Giống như lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, cô nhớ không? Anh nghe không hiểu hả? Tôi không muốn liên quan gì tới anh hết. Tôi xin anh đó, buông ra đi. Tôi chỉ tới xem cô thế nào thôi. Tôi không muốn làm cô đau đâu. Nhưng mà anh đang làm tôi đau đó. Tại sao cô lại sợ tôi? Tôi không có sợ. Nhưng tôi ghét anh. Vậy tại sao cô ghét tôi? Hay là nhìn mặt tôi lại khiến cho cô nghĩ tới ai đó? Tôi không nghĩ tới ai hết á. Nhưng tôi không tin tưởng anh. Em Me, đừng gọi tôi như vậy nữa. Tại sao chứ? Hay là cô đoán được tôi nghe cách gọi này từ ai? Tôi không biết, vì tôi đã quên tên của người gọi tôi như vậy rồi. Nhưng anh Phát thì chưa từng quên cô. Lúc nãy anh nói tới ai vậy? Anh Phát, anh trai ở cạnh nhà cô. Cô còn nhớ anh ấy không hả? Đừng nhắc tới anh ấy. Em Me, tôi nói anh đừng nhắc tới anh ấy nữa mà. Ra khỏi phòng tôi ngay. Tại sao vậy? Tại sao cô không muốn nghe thấy tên anh Phát tới mức đó? Anh ra ngoài có được chưa? Cô không định hỏi tôi sao? Rằng anh Phát bây giờ như thế nào? Nhớ cô tới mức nào?
và lo lắng cho cô tới mức nào. Tôi không muốn biết cũng không muốn nghe. Tại sao cô lại không muốn biết? Anh Phát không nói với anh rằng tôi đã làm gì với anh ấy hả? Nếu như anh không biết thì tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi là người đã kêu anh Phát đừng làm phiền tới tôi nữa. Vậy cho nên dù anh ấy có lo lắng cho tôi như thế nào thì cũng chẳng có ích gì hết. Bởi vì tôi chưa từng lo lắng hay nhớ tới anh ấy. Anh ra ngoài được chưa? Anh bị điếc hả? Tôi kêu anh ra ngoài mà anh ra đi. Ra đi. Tiếng gì vậy cô Chen? Chen, đang xảy ra chuyện gì vậy? Anh Song Giớt, anh tới đây làm gì vậy? Mẹ gọi kêu anh tới, đã xảy ra chuyện gì rồi? Mà xe đậu ở trước nhà là của ai vậy? Tôi kêu anh ra ngoài đi. Anh đừng cố làm cho tôi nhớ tới quá khứ nữa. Cũng đừng đụng tới tôi nữa. Tôi từng nói với anh rồi, chuyện đã qua thì tôi không nhớ tới nữa. Vì cuộc đời tôi, vậy chỉ còn hiện tại và tương lai thôi. Vậy tôi sẽ làm cho quá khứ của cô trở thành hiện tại và cả tương lai. Chị Mẹ, chị Mẹ ơi, Mẹ à, anh ta có làm gì em không vậy? Mẹ dám muốn trước mặt Chen như vậy, nghĩa là mẹ đang gặp chuyện nghiêm trọng lắm phải không? Nói nặng thì cũng không nặng, nhưng nói không nặng thì cũng không nặng. Người khác có khi còn thê thảm hơn cả mẹ nữa. Ý anh là người đàn ông đó kìa, anh ta nói gì đó với mẹ nên mẹ mới như vậy hả? Anh ta kể cho mẹ nghe vì người đã khuất. Cái gì chứ? Nghe không hiểu đúng không? Người chết rồi thì còn nhắc tới để làm gì? Nói gì thì họ cũng không sống lại được mà. Anh ta nói tới chuyện của ai cho mẹ nghe vậy chứ? Nhưng nếu người đó còn sống thì mẹ sẽ không đợi ai hỏi tới mẹ rằng có muốn biết chuyện của người đó hay không, mà mẹ sẽ là người cầu xin để mẹ biết mọi chuyện về người đó. Việc gì mẹ làm sai thì mẹ sẽ sửa đổi, mà để người đó biết rằng mẹ nhớ người đó đến chừng nào. Cũng sẽ không để cho người đó rời xa mẹ nữa đâu. Mẹ à, có phải là mẹ đang nói tới người anh cạnh nhà mẹ đúng hay không? Vậy làm sao anh Phong Sa Thôn lại biết anh Phát của mẹ chứ? Phát là quá khứ, Song Giót mới là hiện tại, mới là tương lai sao? Quá khứ không dễ dàng quên đi như vậy đâu. Mẹ Thị Ni, Chê, việc tôi kêu cậu làm tới đâu rồi? Đủ rồi mẹ à. Chân em vẫn còn đang bị thương mà. Đừng uống nhiều nữa. Chân càng đau thì càng nên uống chứ. Bởi vì cồn sẽ giúp em rửa sạch vết thương đó mà. Biết nói được kiểu này thì có nghĩa là đã ổn hơn rồi đúng không? Không ổn thì cũng phải ổn thôi. Mẹ còn rất nhiều chuyện phải giải quyết nữa.
Mẹ định là không kể về người đàn ông đó cho anh nghe thật sao? Thì người đàn ông đó không hề quan trọng gì hết. Mẹ muốn anh chót giúp mẹ việc quan trọng hơn. Anh thật sự rất vui khi mẹ gọi cho anh đó. Vì nghĩa là mẹ nhớ đến anh. Mẹ có chuyện gì muốn anh giúp sao? Chị mẹ, chị mẹ. Chuyện gì vậy Trang? Thì là mẹ đó. Chị mẹ à, Trang cứ thắc mắc tại sao lại không thấy mẹ đâu hết. Chị mẹ hét lớn tiếng như vậy mà mẹ cũng không chịu xuống xem nữa. Nên em đã gọi cho mẹ đó. Vậy mẹ đang ở đâu? Cô Manthana tới rồi kìa. Cô Manthana tới thăm cô Phan Đao sao? Cô Manthana có tổ chức họp báo để xin lỗi cô Phan Đao không vậy? Vậy cô Manthana đã giải quyết mâu thuẫn với cô Phan Đao chưa? Chờ một chút, mình tỉnh đã mọi người. Mọi người cứ chờ ở đây một lát nha. À, phải rồi. Sau đó tôi có tin tức lớn muốn thông báo. Vậy ha. Chờ nha, chờ chút nha. Cô ơi, đợi không? Mẹ, mẹ không cần đi đâu. Để anh tìm cô ấy về cho. Không được đâu. Không có ai có thể giải quyết chuyện của mẹ em được ngoại trừ em. Nếu như vậy thì mẹ và Ken đi xe của anh đi. Ken sẽ không phải tự lái xe. Đừng có làm như vậy. Tôi thấy anh George đừng có đi thì hơn. Phóng viên ở đó nhiều như vậy. Nếu anh George và mẹ đến cùng với nhau thì chắc chắn sẽ có hashtag Metheny Combat Again cho xem. Cứ để tôi và Che đi cho. Nếu như anh Giót muốn giúp thì giúp mẹ làm chuyện lúc nãy mẹ nhờ đi, có được không? Được không vậy anh? Cô ra ngoài trước đi. Biết đâu cô Manthana muốn xin lỗi nhưng lại cảm thấy xấu hổ khi có người ở đây thì sao? Dạ, thưa sếp. Chúng ta đi vào vấn đề chính đi. Chuyện đó thì tùy cô thôi. Tôi có rất nhiều thời gian cho cô đó. Bởi vì tôi nói với bác sĩ rằng tôi sẽ ở lại phòng này nhiều ngày. Bởi vì tôi không phải tốn tiền điều trị hay là tiền phòng như là cô và con nhỏ me phải trả đâu. Nếu tôi xin lỗi thì cô có chịu kết thúc chuyện này không? Cô có chắc chắn là cô chịu xin lỗi tôi không vậy? Tôi hỏi cô, nếu tôi chấp nhận xin lỗi thì cô có chịu kết thúc chuyện này hay không? Cái đó thì còn dựa vào việc cô sẽ xin lỗi tôi như thế nào nữa kìa. Vậy thì cô muốn xin lỗi kiểu gì? Cô cũng biết rất rõ đó. Tôi muốn cô xin lỗi kiểu nào mà. Nè, tôi bỏ công sơn móng chân để chờ cô tới cúi đầu lại tôi đó. Lại đi. Nếu như tôi chịu quỳ gối thì bao giờ cô kết thúc chuyện này? Cô sẽ không tung clip, không phát tin tức, không gây rắc rối cho con gái của tôi nữa chứ? Nếu cô dám quỳ gối dưới chân tôi thì tôi sẽ dám thôi. Muốn sao đây hả? Đứng lâu mỏi lắm đó. Nhanh lên đi, tôi mỏi.